Phía sau một người nổi tiếng, một người của công chúng chính là đội ngũ ekip hùng hậu. Những người sẽ làm công việc quản lý, tính toán đường đi nước bước cho sự nghiệp cũng như vạch ra những kế hoạch cho sự nghiệp của họ. Và đối với cầu thủ, đặc biệt là một cầu thủ nổi tiếng toàn cầu như Kylian Mbappe, thì việc sở hữu một dàn cố vấn quá lọc lõi là điều cũng hết sức bình thường. Khi đó cầu thủ chỉ việc tập trung đá bóng, còn mọi chuyện về tiền nong, hợp đồng đã có người khác lo. Mbappe xin được ở lại Paris Saint-Germain chứ không hề nặng nặc đòi ra đi. Nhiều người quả thực sẽ bất ngờ khi nghe thông tin này, và đúng là như vậy. Đây là thông tin mới nhất được tờ Marca của Tây Ban Nha đăng tải. Theo đó, Mbappe đề nghị Paris Saint-Germain thanh toán cho anh số tiền 150 triệu euro bao gồm 60 triệu euro tiền lương ròng, cộng thêm 90 triệu euro phí trung thành cho phần còn lại của hợp đồng hiện tại. Nếu Paris Saint-Germain đồng ý, Mbappe sẽ rời sân công viên các hoàng tử ngay ở kỳ chuyển nhượng hè 2023. Ngược lại, anh sẽ bám trụ ở Paris đến hết mùa 2023-2024 và sẽ gia nhập Real Madrid theo dạng tự do vào mùa hè sang năm. Chỉ cần nghe đến đây thôi, tất cả có lẽ đều mường tượng ra kế hoạch tỉ mỉ của Mbappe và những người đứng sau tiền đạo người Pháp. Còn với Paris Saint-Germain, khi giữ chân thành công Mbappe vào mùa hè năm ngoái, trước sự lôi kéo quyết liệt từ Real Madrid và đưa cho ngôi sao sinh năm 1998 hàng loạt những chế độ trên trời, họ đã tưởng mình là gà khi sẽ có thể giữ chân Mbappe thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất, đội chủ sân công viên các hoàng tử hóa ra chỉ là thóc mà thôi. Năm ngoái, Paris Saint-Germain ký hợp đồng mới với Mbappe đến hè 2024, kèm lựa chọn gia hạn thêm một năm. Điều đáng nói, bản thân Mbappe mới là người có quyền chọn có kích hoạt điều khoản gia hạn thay vì Paris Saint-Germain. Cách đây không lâu, Mbappe cho biết anh sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain thêm một năm, tức đến hè 2025. Trước truyền thông, nhà đương kim Á quân World Cup liên tục nhắc đi nhắc lại về việc sẽ tiếp tục khoác áo Paris Saint-Germain ở mùa 2023-2024 bất chấp xuất hiện tin tức được Real Madrid liên hệ. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách sâu xa, mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của mẹ con Mbappe. Bà Faiza Lamari, mẹ của Mbappe, chính là người đứng sau tất cả phi vụ này. Giờ đây, tình hình đang khá căng thẳng và Paris Saint-Germain gần như không có nhiều lựa chọn. Họ dường như bất khả kháng trước tình cảnh hiện tại. Luật sư của bà Faiza và Mbappe đã bắt đầu đàm phán với Paris Saint-Germain bằng cách làm rõ quan điểm của họ như sau. Mbappe sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn để ở lại câu lạc bộ vào mùa giải thứ 3 và quyết tâm hoàn thành mùa giải 2023-2024 tại thủ đô nước Pháp, qua đó đút túi 60 triệu euro tiền lương cùng 90 triệu euro phí trung thành đã được thỏa thuận rõ trong hợp đồng hồi tháng 5 năm ngoái. Với 150 triệu euro đút túi, kế hoạch của Mbappe là sẽ ký trước hợp đồng với Real Madrid vào tháng 1 năm 2024 và sở hữu thêm số tiền khoảng 100 đến 125 triệu euro phí lót tay với Los Blancos, nhiều khả năng sẽ chiêu mộ thành công Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do. Hoặc một khả năng khác sẽ xảy ra. Như đã đề cập ở trên, Paris Saint-Germain có thể lập tức trả cho Mbappe 150 triệu euro và chỉ cần có vậy thôi, Mbappe sẽ ngay lập tức rời Paris Saint-Germain trong hè này. Và đội bóng nước Pháp có thể bán anh cho Real Madrid để thu về số tiền phí chuyển nhượng khá lớn, được cho là rơi vào khoảng 200 triệu euro. Tính ra nếu chọn phương án này, Paris Saint-Germain có thể sẽ lãi được khoảng 50 triệu euro và hiện tại với những gì đang diễn ra, Paris Saint-Germain đã không còn đường lùi. Gã nhà giàu nước Pháp bắt buộc phải đưa ra quyết định khi Mbappe hoàn toàn nắm đằng chuôi. Nếu không chấp nhận trả cho Mbappe 150 triệu euro ở hè 2023, tiền đạo 24 tuổi sẽ bám trụ tại sân công viên các hoàng tử đến hết mùa giải 2023-2024, rồi sau đó sang Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều này đồng nghĩa Paris Saint-Germain sẽ mất cả chỉ lẫn trải và có lợi nhất chính là Mbappe, dù bằng cách nào tiền đạo người Pháp cũng sẽ bỏ túi số tiền khổng lồ. Thực tế là ở hè 2021, Real Madrid đã gửi đề nghị 200 triệu euro hỏi mua Mbappe. Tuy nhiên khi đó, Paris Saint-Germain ngó lờ và không đưa ra bất kỳ một phản hồi nào cho kiện kiện trắng, khiến mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ đổ vỡ. Mẹ của Mbappe hiểu rằng các điều kiện mà đội chủ sân Bernabeu đưa ra giống như những điều kiện đã đàm phán cách đây 2 năm. Mbappe sẽ nhận lương từ 25 đến 30 triệu euro một mùa. Song Real Madrid sẵn sàng trả cho cựu sao Monaco 125 triệu euro dưới dạng phí chuyển nhượng. Theo cách này, đại diện La Liga sẽ không phải trả phí chuyển nhượng lên đến 200 triệu euro cho Paris Saint-Germain để có được sự phục vụ của Mbappe. Mọi diễn biến khó lường của thương vụ vẫn còn ở phía trước, và hãy chờ xem Paris Saint-Germain sẽ giải quyết cuộc chiến cân não này ra sao khi mà sau lưng họ đã là vực thẳm. Hè 2022, trước nguy cơ mất đi ngôi sao số 1 Paris Saint-Germain nhờ cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và người đương nhiệm ở Điện Élysée, Tổng thống Emmanuel Macron thuyết phục Mbappe ở lại, ít nhất là cho đến kỳ Thế vận hội Paris 2024. Ông Macron khuyên hãy xét tới những hậu quả mà việc Mbappe rời đi sẽ gây ra cho bóng đá Pháp, nhất là trong thời kỳ đại dịch. Việc mất các hợp đồng truyền thông trị giá hơn 1 tỷ euro mỗi năm sẽ ảnh hưởng tới mọi câu lạc bộ tại Ligue 1. Từ chối Real sẽ mang lại lợi ích vật chất không chỉ cho Paris Saint-Germain mà toàn bộ ngành công nghiệp bóng đá Pháp.
một ngành công nghiệp bóng đá thành công đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Pháp. Đó là một vài cuộc gọi Mbappe nói về những nỗ lực của ông Macron. Ông ấy gọi và nói, tôi biết cậu muốn rời đi. Tôi muốn nói rằng cậu rất quan trọng ở Pháp, tôi không muốn cậu rời đi. Cậu có một cơ hội để viết lịch sử ở đây. Mọi người đều yêu quý cậu, tôi thật sự cảm kích bởi vì mọi thứ diễn ra quá điên rồ. Tổng thống gọi cho bạn và muốn bạn ở lại. Cuối cùng Mbappe đặt bút ký hợp đồng có thời hạn ngắn một cách bất thường nhưng béo bở. Nó được cho rơi vào khoảng 400 triệu euro. Paris Saint-Germain sau đó cho cả thế giới thấy chiếc áo có in dòng chữ Mbappe 2025. Nhưng tồn tại điều khoản buộc chân sút này phải thông báo trước ngày 31 tháng 7 năm nay rằng anh có muốn thực hiện điều khoản gia hạn hay không. Làm thế nào bạn có thể cạnh tranh với Paris Saint-Germain, đội ngũ tuyển dụng của Real trong nỗ lực đưa Mbappe rời khỏi Paris vào năm 2021 và 2022, nói với The Times. Họ khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi. Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi ký hợp đồng, Mbappe tỏ ra không hài lòng với điều mà anh cho là định hướng sai lầm từ Paris Saint-Germain. Ngày viết tay trên bức thư Mbappe gửi cho Paris Saint-Germain tuần trước ghi 17 tháng 7 năm 2022. Trong một tuyên bố gần đây, Mbappe cho biết ba lãnh đạo đã được thông báo kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 về quyết định không gia hạn của tôi sau năm 2024 và bức thư được gửi đi nhằm xác nhận những gì tôi nói với họ. Nhóm người bạn thân thiết nói rằng Mbappe thất vọng với kế hoạch chuyển nhượng của Paris Saint-Germain trong mùa hè năm ngoái. Dù bổ nhiệm Luis Campos, cựu cố vấn AS Monaco, Paris Saint-Germain thất bại trong việc mang về trung vệ Milan Skriniar hoặc tiền đạo cắm Robert Lewandowski. Khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Paris Saint-Germain bị bỏ lại với một đội hình thiếu cân bằng trầm trọng. Mbappe được cho là càng lúc càng cảm thấy chán nản và hoài nghi về triển vọng giành chức vô địch Champions League của đội bóng chủ quản. Mùa giải trôi qua, Mbappe gây tranh cãi nội bộ với vụ lùm xùm tranh đá penalty với Neymar. Vụ phá lưới World Cup 2022 cũng phàn nàn về chiến thuật của huấn luyện viên Christopher Galtier. Paris Saint-Germain bị loại khỏi Champions League ở vòng 16 đội và chỉ bảo vệ thành công danh hiệu Ligue 1 trong tuần áp chót của mùa giải. Đó có thể là lý do Mbappe không còn muốn ở lại. Lúc này, chủ tịch Ancelotti mới bắt đầu cam kết xây dựng một tập thể đúng nghĩa, loại bỏ Lionel Messi và Sergio Ramos, đồng thời đưa Neymar vào danh sách hơn 10 cầu thủ đội 1 có thể bị giao bán trong hè 2023. Mbappe về cơ bản được thêm vào danh sách có thể chuyển nhượng. Paris Saint-Germain sẽ cố gắng thuyết phục tiền đạo người Pháp trở lại với kế hoạch ban đầu. Đó là gia hạn ít nhất một mùa giải nữa, sau đó bán Mbappe vào hè 2024 với mức phí ít nhất 100 triệu euro cho câu lạc bộ mà cầu thủ này chọn. Nhưng nếu Mbappe từ chối, họ sẽ tìm cách thu hồi vốn ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Paris Saint-Germain bắt đầu đề nghị tăng lương và đầu tư vào một loạt công ty mà Mbappe và mẹ anh đang phát triển, bao gồm một công ty quản lý cầu thủ. Theo truyền thông Pháp, lời đề nghị này cần đi kèm với việc bổ nhiệm một huấn luyện viên mới và mang về một cầu thủ mà Mbappe tin rằng có thể giúp câu lạc bộ đủ sức chinh phục Champions League. Paris Saint-Germain hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Họ sắp hoàn tất việc ký hợp đồng với Skriniar từ Inter Milan, Marco Asensio từ Real cũng như các thỏa thuận cho Manuel Ugarte của Sporting Lisbon và Lee Kang-in của Mallorca. Có thể thấy Paris Saint-Germain đang cố xoa dịu Mbappe và hy vọng anh một lần nữa thay đổi quyết định. Người ta thường nói không cầu thủ nào lớn hơn câu lạc bộ, thế nhưng Mbappe dường như đang trở thành ngoại lệ, The Times kết luận. Đó, tất cả chúng ta đều có thể thấy nước đi của Mbappe đã khiến Paris Saint-Germain rơi vào trạng thái hoàn toàn bị động, buộc phải bán anh tức thì nếu không muốn mất trắng. Tuy nhiên, tình thế hiện tại thì Mbappe mới là người làm chủ cuộc chơi, tính toán được mọi thứ theo ý mình. Và một mình Mbappe có thể tính toán những điều kể trên? Chắc chắn là không. Như đã nói, mẹ của anh, bà Faiza Lamari mới là đạo diễn chính trong vụ này. Chưa kể còn có sự giúp sức của luật sư cũng như nhiều người có chuyên môn khác nữa. Quả thực là một ekip quá lọc lõi và cao tay.